Halo, Halo? Добрый день. Ну как дела? Алло, алло, алло. Không nghe thấy em nói gì? Alo. À, nghe thấy rồi. Так, хорошо. Так, ну, как дела у вас? А как дела? Да, em, как Я дела? хорошо. Хорошо, да? Хорошо. Видео Да, посмотрели? А, видео посмотрела? Так, ну, есть вопросы? посмотрела. Есть вопросы? Пока нет. Пока нет вопросов? Все понятно, да? Да. Все понятно, это хорошо. Так, ну хорошо, сегодня мы начнем пятый урок, да? Chúng ta bắt đầu bài số 5. À, như vậy vừa rồi chúng ta đã học 4 bài. Chúng ta học hết 4 bài. 4 bài đó là 4 bài cơ bản về gọi là bảng chữ cái, thế và một số mẫu câu cần thiết đó. Thế qua đó chúng ta cũng có một cái khối lượng từ vựng khá lớn rồi, đúng không? Chúng ta bắt đầu có thể đi vào giao tiếp, và bây giờ là chúng ta sẽ học bài 5, là bắt đầu từ bài 5 chuyển đi về bài giao tiếp nhiều đấy, sẽ chủ yếu là nói. Là khá sure, cho nên cho em phải tích cực nói nhé, tích cực nói khá sure. Chúng ta sẽ có câu скажите, пожалуйста, что это? À, mẫu câu của chúng ta. À, cái mẫu câu này chúng ta phải học thuộc. Да, скажите, пожалуйста, что это? Да? Скажите, пожалуйста, что это? Да? Скажите, пожалуйста, что это? Так. À, câu này chúng ta muốn hỏi bất cứ gì. Что это? Это. À, trả lời. Trả lời là gì nào? Matryoshka. Это матрешка, да? Это матрешка. Матрешка là gì? Матрешка. Да? Búp bê. À, con búp bê gỗ của Nga đúng không? À, это матрешка. Это матрешка. Спасибо, пожалуйста, да? Спасибо, chúng ta có từ спасибо, Спасибо. và nói sao? Пожалуйста, да? Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, да? Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, да? Спасибо, пожалуйста. Так, теперь хотим такой ты. Спасибо, Скажите, пожалуйста. пожалуйста, как по-русски goodbye, да? Скажите, пожалуйста, Да, как по-русски goodbye? скажите, пожалуйста, как по-русски goodbye? Goodbye, да? А, До чем так это? До свидания. свидания. Спасибо. А, не за что. Спасибо, не за что. Не Не за за что. 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 Не за что. Не за что. Не за что. Em nói lại. Не за что. Не за что. Так. Не слышу. Không nghe thấy em nói. Đấy. Alo, Да, да. Не за что говорим. alo. Да. Alo, Не alo. за что. Не за что. Да, Не не за что. ста, да? Ты так да. Ста, ста, да? Ста. А, не за что, да? Не за Так, что. не за что. Не за что, да? Trọng âm nó rơi vào cái âm tiết не này rồi. Cho nên đằng sau nó sẽ thành ơ đúng không? Tức là Да. не за что, да? Не за Да. что. Так, Не хорошо. за что. À, vậy thì chúng ta sẽ có câu chúc, câu để hỏi đúng không? Скажите, пожалуйста, что это, да? À, chúng ta muốn nói cái gì đó, đó. À, hoặc là скажите, пожалуйста, как пройти до метро chẳng hạn, đúng không? À, hãy nói cho tôi biết là làm thế nào để đi được bến metro chẳng hạn. À, Đi скажите, đến пожалуйста, как metro. по-русски goodbye đấy. À, до свидания, спасибо, не за что đấy. Так, đó là các mẫu câu giao tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây, chúng ta sẽ có một cái bài đọc như thế này. Start chỉ ở место tốt chỉ нужные слова. Đặt vào những cái vị trí này là những cái từ cần thiết, những cái từ cần thiết. À, chúng ta cần phải hơi động não một chút và đoán xem đó là cái gì đấy. Đoán xem trong này nó là cái gì. Đã. Chúng ta có từ Etemoi Papa. À, hiểu rồi đó. Papa, Etemoi Papa. Yevu Yevu Zavut Yevu Zavut Ilya. 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 Yevu Zavut Ilya. On. Ilya. On. Un engineer On Vrach. On Vrach. physics. Nhiệt. On Vrach. Ete On Vrach. Đây, cái hình này này. On Vrach. Đấy. Ờ. À, đấy. On Vrach. Đấy. On Un Vrach. brat. Đấy. On Un Vrach. brat. Đấy. À, Etemaya Mama. Thế mai em mà Etemaya mama. à giờ Yevu vút Yevu Yevu yếu đấy Zavut yếu Anna. yếu giờ vút Anna đấy Yo Anna tố rồi Zavut Anna. Anna tố rồi Ya Anna tố tôi rồi Raj. Anna tố rồi vrach y Anh anh doctor. vrachi Anh đấy để anh brachi. vrachi là số nhiều đó anh vrachi chúng ta Dạ. biết rồi biết cách nói số nhiều Anh rồi brachi. Vrachi, tại sao Vrachi? Bởi vì sau âm ch không viết ư, đúng không? Không viết ư mà người ta sẽ viết y, đúng không? Cho nên nói là Vrachi đấy. À, anh Vrachi, Môi
Это мой брат. Брат, да? Он. А, кто там там Он сидит? Кто там? студент. Нет, он не Он студент. Он студент. не студент. А, кто И там не чей? Чей играет. дан, ну? Кто там чей дан? Чей дан. Там чей дан ок, ну? А, там чей Я дан không ок. nhìn rõ Так. mình. Là không nhìn rõ bởi vì sao chúng ta chỉ cảm nhận thôi. À cái ghế này ghế cho nhạc công, cái đây là cái chân đàn đúng không? Chân đàn đó. Cậu ta đang đang chơi đàn đấy. Tác. À ôn. Ôn. Ôn Ôn musicant đấy, ôn musicant đấy. Это моя Это моя сестра. сестра đấy. À она. Она. Она Она кто? Она студент, đấy. Она студентка, đấy. À, Она nói thế cho dễ đúng không? студентка. Она studentка đấy. Она studentка. Ai tới nhà? Ai tới nhà? Gì đây? Это Меня я. Меня зовут зовут Виктор. Виктор đấy. Я. Я студент đấy. Я студент. Я студент. Bởi vì sao trên người cậu ta có chữ em gây ủ đấy? Em gây ủ. Em gây ủ là gì? Em gây ủ Trường là đại học. trường đại học tổng hợp Moscow đúng không? Trường đại học tổng hợp quốc gia. Moscow, Vâng. Московский государственный университет, đấy. À, Vâng. vậy thì cậu ta phải là gì? Student. Student. On student MGU, đấy. Student. On student MGU, MGU, đọc như vậy nhé. On Student student MGU, đấy. MGU. Так, хорошо. Так, мы прошли хорошо это упражнение. Так, теперь что? Теперь мы делаем это упражнение, да? Задание 2. У нас задание 2, да? Так. А, восстановите, восстановите диалоги. А, chúng ta có động từ восстановить là gì? Восстановить là, Восстановить. восстановить Điều. là, hãy khôi phục lại, đúng không? Khôi phục lại dialog đấy, khôi phục lại dialog. Hội Обратите thoại. внимание на intonation. À, đây là gì? Intonation, đấy. Intonation là cái ngữ điệu, đúng không? Intonation là ngữ điệu. Hãy lưu tâm đến hay là hãy chú ý đến ngữ điệu. À câu trả lời của chúng ta đái tới môi u triệt nhỉ, chúng ta hỏi gì? Tôi Đái tới môi u triệt nhỉ, chúng ta phải hỏi sao? Это твой учебник, да? Это У учебник, твой да? учебник. Это твой учебник, да? А, Это это твой твой учебник. учебник, да? Это Да, твой это учебник. мой учебник. Да, это мой учебник, да? À, хорошо. Chúng ta có câu меня зовут Лена. Как вас зовут? Как тебя зовут, да? Как Как тебя? тебя зовут? Меня зовут Лена, да? Bởi vì sao? Как тебя Лена là зовут? gì? Лена là tên thân mật, đúng không? Лена là tên thân mật. Nếu mà chúng ta hỏi как вас зовут, à, nghe nó trang trọng. Nếu mà вас зовут thì chúng ta phải nói, cô ta phải nói là sao? Меня зовут Елена Сергеевна, đấy. À, phải nói đúng tên như là ở trong hộ chiếu đúng không? Thì lúc đó sẽ là các vạt giả vụt đúng không? Đó. Thế còn đây cô chỉ nói là Lena, Lena là tên tên thân mật thôi. Thì chúng ta sẽ nói các chi bé giả vụt. À, cậu tên là gì đấy? Tớ tên là Lena đấy. Em hiểu không? Em phân biệt được không? Đấy. Vâng. Đà. Это карандаш. Карандаш. Это карандаш. Это карандаш. Đà. Это карандаш. Câu hỏi là gì? Câu hỏi là это карандаш да карандаш. à câu hỏi là gì nào câu hỏi là stoi tờ đúng Стоит. Стоит. không à đúng rồi câu hỏi stoi tờ đơn giản thôi Стоит. đúng không câu hỏi là stoi tờ đấy à это карандаш да он музыкант да он музыкант câu hỏi là gì à khi mà một câu trả lời có đa nhé em nhé Nhiệt. Em nghe thầy giáo này. Khi mà câu trả lời có đa thì cái phần còn lại của nó chính là câu hỏi. Nghe chưa? On musicant. Đá on musicant. Đấy. À, em nhỉ? Hiểu chưa nào? Đấy. À, vậy thì ở câu hỏi của chúng ta đây là gì? On À, on musicant. Đấy. On musicant. Đá Câu hỏi on chúng ta đây. musicant. Đó. Đấy. On On musicant. musicant. Đấy. Đá đó on musicant. đá ôn musicant đấy à chỉ có điều đây là gì à ôn musicant không có hỏi chậm đúng không ôn musicant đá ôn musicant đấy tiếp theo nè нет это не моя тетрадь нет это не моя это твоя тетрадь а это твоя тетрадь нет это не моя тетрадь его зовут нет его зовут Сергей нет его зовут Сергей его зовут Виктор
Его зовут Нет. Виктор, да? Его зовут Виктор? Нет, его зовут Сергей. Его Нет, зовут это Петербург. Сергей. Нет, это Петербург. Тохай сам. Это Москва. Это Москва? Да. Нет, это Петербург, Нет, да? это Да. Нет, Петербург. он артист? Нет, он артист. Он музыкант? Он музыкант? Нет, Да, он нет, он артист. артист. Да, хорошо. Như vậy bây giờ em hiểu. Да, хорошо. Bây giờ chúng ta phải làm việc với lại cái bảng này, таблица, đấy. Таблица. Nó hơi phức tạp hơn một chút, đấy. Hơi phức tạp hơn một chút. Đấy. À, cái bảng này nó phức tạp hơn một chút ở cái chỗ nào? À, đối với các em. Nhưng mà nó thú vị. Nó thú vị ở chỗ là gì? À, đầu tiên chúng ta có strana. Strana là đất nước. Sau đó đi dực, ngôn ngữ. Nationalist là dân tộc và говорит, говорит là по-русски, по-английски, по-арабски, vân 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 này khác đúng không? À, chúng ta có đất nước đầu tiên, strana, первая страна это Россия đấy, Россия, Россия đấy, русский язык. À, ngôn ngữ của nước Nga là gì? Русский язык đấy, русский язык, Россия, русский язык và dân tộc Nga thì người ta gọi là русский. Русский. Cái tên thông dụng của Nga là Ivan đấy, Ivan Ondruski đấy. À, cái tên thông dụng của nữ cô gái người Nga là gì? Маша. Masha đấy, Masha. À, Русская. và Anna, Anna Ruskaya đấy, cô ta là Ruskaya. Và Anh Ruskie Они đấy, Anh русские. Ruskie. И они говорят по-русски đấy, По-русски. они говорят по-русски đấy. Так, хорошо. Như vậy là gì nào? Chúng ta nhìn thấy đó là cái nước Nga. Bây giờ chúng ta sẽ có là Algeria. Algeria. Anh Algeria là gì? Algeria, đúng không? Algeria. Anh À, ngôn ngữ của Giờ cái Algeria là gì? Arabic dịch đấy. Arabic dịch. Thế và Arabic dân tộc của người Arab Algeria là Arab, người Ả Rập đúng không? Arab, Arab. Arab À, cô gái sẽ là Arab cả, Arab cả đấy. Và cái tên thông dụng của người Ả Rập là gì? Hussein. Tên con gái em nghe thấy chưa? Alo? Đó, bây giờ mình nghe thấy đúng không? Alo. À, như vậy là Dạ. cái tên cô gái người Ả Rập là gì? Rabi, đấy, Arabica. Rabi, đấy, Rabi, 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 đấy, Rabi. Rabi, À, đó là Rabi. Arab cả. Và họ là người Ả Rập, anh ấy Arab. Arabi. Đi, anh ấy говорят по-арабски, đấy. Arabs. Anh ấy говорят Arabski. по-арабски, đấy. Также, Arabs. à, также Испания. Испания là gì? España. Испания là Tây Ban Nha, đúng không? Tây Ban Nha. À, ngôn ngữ của Tây Spain. Ban Nha là gì? Spanish Ipanski. язык đấy, Spanish язык. À, và chúng ta có Ispanyes. anh chàng Ramon của chúng ta, đó là anh Ispanyes. chàng người Tây Ban Nha, on Spanish đấy, Ispanyes. on Spanish. Và Carmen, Carmen là cô Carmen. gái đúng không? Cô gái Tây Ban Nha. Ispanka. Anna Hispanka đấy. Anna Hispanka đấy. Anna Hispanka. Y anh Anh Hispanse. Ispanyes. Anh Hispanse đấy. Y anh говорят по Hispanski. Pa Ispanski. По Hispanski đấy. Đó. Germania là nước Đức. Germania. Và cái tiếng Đức gọi là Niemenski язык. Đấy. Niemenski. Niemenski язык là tiếng Đức. Và người Đức có tên thông dụng là Klaus. Ôn Niemes. Klaus đó Niemenski. là người người Đức đúng không? Petra. Petra đấy, Petra là Niemka. Niemka là cô gái người Đức, Niemka đấy. Và Niemka. anh ấy Anh Niemcy. Niemcy. Anh ấy Niemcy đấy, anh ấy Niemcy đấy. Ta хорошо. Bây giờ chúng ta xem Finlandia. Finlandia là Phần Lan. Finland. Phần Lan có ngôn ngữ là gì? Finski Finski. язык. Các cô язык của nhỉ? Finski язык đấy. Finski Finski язык. Finski. Và có anh chàng người Phần Lan Kari đấy. Ôn Finn. Kari on Finn. Finn đấy. Có hai chữ N là Finn on Finn đấy. Finn. À, cô gái người Phần Lan là Sirpa đấy. Sirpa. Anna Finka. Anna Finka. Y anh ấy Finn Yani này đấy. Finn. Anh ấy Finn này đấy. Anh ấy Finn này đấy. Là Yani хорошо. À, Finski. tiếp theo chúng ta còn có hai ngôn ngữ nữa. À, hai ngôn ngữ nữa đó của chúng ta là America. America đấy. America. And Polish. À, America là
Nước Mỹ đúng Ừ. không? Ngôn ngữ, какой язык у них? У них английский, да? Английский. Английский язык, да? Том – это популярное имя, да? У американцев, да? Том, он Американский. американец, да? И Джулия. 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 Она американка. Она американка. Она американка. Да. Американка. А и они Они американцы. американцы. Американцы, да? И они говорят по-английски. По-английски, да? Так. Tiếp theo chúng ta có nước Польша. Польша là Ba Lan. У них какой язык? Какой у них язык? Польский язык. О, у них польский язык, да? Польский язык. Так. Ян. Это популярное имя у них, да? Он поляк. Ян. Это поляк, да? Поляк. Поляк. Поляк là người Ba Lan, да? Ирена. Ирена. Она полька. Она полька, да? Она полька. И они? Они? Они поляки. Поляки. Они поляки. Поляки. Они поляки, да? И они поляки. Говорят по... По-польски. По-польски, да? По-польски. По-польски. А, Ba-lan chính là Trung Quốc của châu Âu, đúng không? Đất nước mà cũng sản xuất đủ thứ linh tinh, y như Trung Quốc ở châu Á, đúng không? Đó. Ví dụ chúng ta ở, chúng ta mà sống ở châu Âu, ở một phần của châu Âu, hoặc là sống ở châu Âu thì đa phần những cái thiết bị phụ tùng, ví dụ như là phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy là toàn mua của phụ tùng sản xuất tại Ba Lan hết. Đó, sản xuất tại Ba Lan, tức là hàng của Ba Lan. Ba Lan làm có thể là các thiết bị phụ tùng ô tô cho tất cả các thương hiệu trên thế giới, từ Toyota cho đến Ford, rồi là cho đến các hàng của các nước ở vùng bán đảo Scandinavia chẳng hạn nữa. Đó, đều là do Ba Lan sản xuất. Đó, đó là Trung Quốc của châu Âu. Tắt. À, như vậy là gì? Vừa rồi chúng ta đã xem là toàn bộ cái phần vừa rồi là cái phần mà giới thiệu về các đất nước đúng không? Khi mà chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta là gì? Đất nước của chúng ta là gì? Việt Nam đúng không? Việt Nam. Việt Nam. Đấy, Việt Nam. À, ngôn ngữ chung của chúng ta là gì? Ngôn ngữ của Việt Nam ski язык, да? Язык, да? Вьетнамский язык, да? Thế và tên phổ thông của người Việt Nam là gì? Là Nam, đúng không? À, он. Он Vietnamese, да? Vietnamese, да? Он Vietnamese, да? À, tên phổ thông của con gái Việt Nam popularly email u generation Việt Nam thì là gì? Là Hoa, đúng không? Hoa. Đấy. Hoa. Y Anna. Anna Việt Nam cả đấy. Anna Việt Nam. Việt Anna Việt Nam cả. Đấy. Anna Việt Nam cả. Y Anh ý. Anh ý. Anh ý kto? Anh ý Việt Nam kì. Anh ý Việt Nam sĩ. Nam sĩ. Việt Nam sĩ. Việt Nam sĩ. Việt Nam sĩ. Đấy. Việt Nam sĩ. Anh ý Việt Nam sĩ. Đấy. Они говорят на каком языке? Они говорит, да? По-вьетнамски, да? Вьетнамский, да? По-вьетнамски. Они говорят по-вьетнамски, да? Они говорят по-вьетнамски. Так. Хорошо. Thế thì như vậy vừa rồi là gì nào? Là chúng ta đã xem xong cái bản nói về những nhân vật này. À, thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái mẫu này. Một cái mẫu mặt đèn. Sastap ki monolog. Monolog là gì? Một bản tự thuật đúng không? Bản tự thuật. Po modeli là theo cái mẫu. Etrasia. Etrasia. Đây là nước Nga. Это моя родная страна. Đấy là đất nước quê hương tôi. Я русская. Tôi là một cô gái người Nga. Мой родной язык русский. À, cái ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là gì? Là tiếng Nga. Я говорю по-русски. Và tôi nói tiếng Nga, đúng không? À, thế thì mình cũng dựa trên cơ sở này mình cũng viết một cái đoạn tự thuật về Việt Nam đúng không? À, về Việt Nam chúng ta. Thế chúng ta có câu là gì? À, Ether Việt Nam đúng không? Chúng ta sẽ viết Ether gì nào? Ether Việt Nam. À, tôi là gì? À, kia là gia Việt Nam cả đấy. Yeah, Việt Nam cả. À, Việt Nam cả. Đấy, yeah, Việt Nam cả. Đất nước quê hương tôi là gì? Việt My... Nam. Việt Nam. Đất nước quê hương tôi Maya Ratnaya. Maya Ratnaya. Strana đấy. À, Việt Nam Maya Ratnaya Strana đấy. Việt Nam Maya Ratnaya Strana đấy. Đấy. Так, хорошо. À, ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là gì? Môi родной язык. Môi родной язык. Gì nào? Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Đấy. Và tôi nói tiếng Việt Nam.
Tôi nói tiếng gì? Я говорю. Я Я говорю говорю по по-вьетнамски. вьетнамский, да? По-вьетнамски, да? Я говорю по-вьетнамски, да? Em nói nhuần nhuyễn câu này nhé. Это Вьетнам, я вьетнамка, да? Вьетнам моя родная страна. Это вьетнамка, Я вьетнамка, Вьетнам да? моя родная Родная страна. страна, да? Мой родной язык. Моя род мой родной язык вьетнамский. Вьетнамский, Я да? Я говорю говорю по-вьетнамски. по-вьетнамски, да? По-вьетнамски. Да? Так, хорошо. Thế thì như vậy là đó là cái cách tự thuật đúng không? Cách tự thuật. À, vậy thì dựa trên cơ sở đó chúng ta cũng phải có thể nói cô Sirpa đấy, nói về cô Sirpa đấy. Cô Sirpa là đây là nước gì đây? Cô là Phần Lan đúng không? Phần Lan. Phần Lan là đất nước nó giáp liền với Liên Xô đây, Liên Xô cũ đúng không? À, giáp liền với lại nước Nga đúng không? Giáp liền cái vùng vùng này là cái vùng gì? Vùng này là vùng chính là cái vùng mà Saint Petersburg đấy, đấy. Đó, chúng ta có thể mô tả được Finland nhỉ, Finland nhỉ, đất nước rất rộng đó, ở vùng bán đảo Scandinavia. Finland nhỉ. Это моя родная страна. Я меня зовут Сирпа, đấy. Меня зовут Сирпа. Я финка, đấy. Я финка. Мой родной язык финский. Я говорю по-фински, đấy. Đó, có thể mô tả về từng người một ở đây đó. Đó. Thế thì như vậy là đây có thể là em sẽ tự ngồi và sẽ tự làm cái bài tập đó được đó, nếu mà em có thời gian đó, em có thể mô tả từng người một đó. Đây là Irene, đây là Klaus, đây là Ramon đó. Đó, người ta đã vẽ cho em bản đồ nó ở đâu đó rồi. Tá, хорошо. Đây. À, bây giờ chúng ta sẽ làm gì nào? Chúng ta sẽ xem từ mới. Xem từ mới, đây là từ mới của chúng ta. Đấy, từ mới. Chúng ta có những từ mới như sau. Tá. Chúng ta có từ mới ученик. Ученик. Ученик là gì? Cậu học sinh đúng không? Cậu học sinh. Đấy. Là một cậu học sinh. Excursavod. Excursavod. Excursavod đấy. Excursavod. Excursavod là hướng dẫn viên du lịch đấy. Từ này gồm có hai từ ghép lại với nhau. Từ thứ nhất là từ excurs. Excurs xuất phát từ excursia là một cuộc tham quan, và động từ vadit. Vadit là dẫn dắt. Dẫn dắt có nghĩa là đó là cái người dẫn dắt cuộc tham quan em nhé. Thế vậy thì chúng ta dịch là hướng dẫn viên du lịch đúng không? Đấy, chúng ta có từ thứ hai gvarit. Gvarit là nói. Gvarit dumach là Đu suy nghĩ. Izuchat suy nghĩ học tập là học, học học nghiên cứu. Khách triệt, khách triệt, khách triệt muốn là muốn đó. Đó. Известный известный là nổi tiếng. quát lên Известный, известный. Родной, родной родной là thân thương, ruột thịt hoặc là tiếng mẹ đẻ đúng không? Em nói nếu dùng một ngôn ngữ. Конечно. конечно Đây tất không đọc là nhiên chờ, đọc là sờ nờ. конечно Конечно, đấy. Конечно, đấy. À, tất cả các bạn tự học đều конечно đọc là конечно hết, đúng không? Đó. À, chúng ta đọc là конечно конечно, cũng tương tự như từ что, đấy. Что. что Что. я Các bạn đọc là chữ то, đúng không? À, đây phải đọc là что, что что, что что. Так. Что. Так, что. Chúng ta có từ правильно. Правильно. правильно Là đúng, đó. Правильно. ừ. Правильно là đúng. nhiều Немного là không nhiều. nhiều Không много nhiều. không nhiều Немного, đấy. Немного là không nhiều đấy. Так, chúng ta có từ наш là của chúng ta. Có thể chuyển thành наша, наше, наши đấy. Наши à, giống được, giống cái, giống chung và số nhiều đấy. Его là của cậu ấy. Его là của cô ấy đúng không? Đấy. Đấy. Так, chúng ta có hai trạng từ. À, no, no. No là nhưng. A nhưng à, là ta còn, còn. À, chúng ta còn có hai câu hỏi. Các là như thế còn nào? Các các côi các là khối các côi là cũng là thế nào, cái nào nhé, cái nào, như thế nào đó. Thế vậy thì đây là phần từ mới. Trong phần từ mới này chúng ta cần lưu ý đó là bốn động từ gvarit, dumat, izuchat và khachet đúng không? Gvarit, dumat, izuchat và khachet. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành chia bốn cái động từ đó đấy.
Bốn từ này. Tá. À, chúng ta sẽ để nó vào đây. Đó. Thế và chúng ta sẽ lấy nguyên cái này ra. Bốn động từ này thì chúng ta làm việc với nó. Tá. Tá. À, bây giờ chúng ta có động từ gabarit. Em chia động từ gabarit này. Giá. Ya Gavario, Giờ gabarit từ tôi ya Gavarit, gabarit từ gabarit đấy, chúng ta tôi nói Gavarit. à, chúng ta cần phải nói sao nào, chúng ta cần phải nói rõ đúng không, nói rõ à, nói rõ tá Giờ gabarit Gavario, từ gabarit đấy tôi từ Gavarit. gabarit đấy từ gabarit gabarit on Gavarit. on Ôn gabarit đấy Gavarit. gabarit đấy mười Mười Gavarin. gabarit với Mười Gavarit. gabarit chứ với Trích gabarit chứ anh Trích Ani Gavarit. ấy gabarit đấy anh ấy gabarit Gavarit. ta đấy à chúng ta ngồi giá gabarit đấy chứ gabarit đó là động từ gabarit đấy đó là động từ gabarit của chúng ta ta khá rõ à em cần phải nói lại nhiều lần nhé ya gabarit tu gabarit un gabarit mười gabarit vừa gabarit chứ anh ấy gabarit đấy anh ấy gabarit đấy đây là gabarit ta anh ấy gabarit ta khá rõ chúng ta có động từ đủ mạch đủ mạch các chữ động từ đủ mạch đủ mạch ya Dia Dumayu, ya đủ mạch rồi đấy tới tôi tới Duma, à tới Dumaris, đủ mạch yes đấy Dumayes, đã ổn on ổn Duma, đủ mạch đấy ổn đủ mạch Duma, mười 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 đủ mà em Duves, mười đủ mà mười em Duvem, đã mười Duvem, mười Dumaete. với đủ mà em chị anh ấy Ani du mariat, đủ mà du yếu mai đấy anh ấy đủ mà du yếu du đấy mai du anh ấy đủ mà yếu đấy khá sao anh ấy đủ mà yếu du thế động từ duy chắc chia tương tự như vậy nó chia tương tự như vậy chúng ta sẽ chia động từ ý duy chắc đấy ya chayu, ý duy ya chả ý yếu ý chayu. duy chả yếu đấy à chúng ta gốc gì đây ý du trả đấy ý du trả đấy tưới tưới nào Tui tưới ý du ý trả yes đấy chayu. ổn Ôn ý du trả ý yes đấy chai ổn ý du trả yes đấy mười mười dù chai em yeah mười du trả em với mười dù chai yeah trẻ đấy eche anh ý ani ý du trả ý chai yụt đấy anh ấy giữ chà yụt đấy yụt anh ấy giữ chà yụt đấy đó đó là động từ giữ chà đấy ý dù chai giữ chà bây giờ người ta chia động từ khai triển động từ khai triển hơi khó chia hơn một chút đấy giá Dạ chú giá khai chủ để từ giá khai chủ đấy à đơn giản rồi đúng không tôi tưới tưới khô chết khô tưới khô chết đấy ổn ôn khô chết ổn khô chết đấy ổn khô chết mười mười khô chết khai khô chìm mới chị khai khô chìm đấy chị khai mười khai chìm chín mới khai mười chìm khai đấy chín với mười khai chết khai chị chi khai chứ chị chết với khai chi chứ anh mười ý khai chị chết anh ý anh ấy khai chặt khai chặt đà như khai chặt đấy anh ý khai chặt vậy thì đây là cách chia của bốn động từ à chúng ta để cho có thể chia được động từ khi mà chúng ta nói trong câu chúng ta không chia nữa nói trong câu chúng ta cần phải phản ứng rất nhanh đúng không? Cho nên là cái mồm chúng ta phải nói ngay lập tức. À, không còn cái đầu, không còn thời gian để cái đầu phân tích xem là nó chia ở ngôi nào giống nào nữa đúng không? Đó. Vậy thì làm gì? Muốn như thế chúng ta phải nói nhiều lần cho nó quen nhé. Đấy, em phải nói thật nhiều lần. Ye khai chu ti kho chis on kho chit. Mười khai chi, mười khai chi chi anh khai chat đấy. Ye i zui chai o ti zui chai is on i zui chai. Mười i zui chai em vui zui chai chi anh i zui chai yut đấy. Đấy. À, em đọc cho thầy giáo nghe động từ đủ mà. Ya. Gia du mai yu, Tưới tui du mai es, ổn on du mai et, đủ mày mười diệt du mai hả em, cái đó sợ vui vui du mai et chen, anh du mai yu, du mai yut, anh ấy đủ mày yụt ta khá là sợ từ đủ mày diệt à đủ mày diệt mai đủ yet, mày diệt 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 đấy du diệt mai yet, diệt đấy nói nhẹ nói mềm nhá à em du chia lại mai động từ yet, gabarit gabarit giá Gia Gavariu, tưới tui Gavarish, ổn
Он говорит. Мы. Мы говорим. Вы. Вы говорите. Они. Они говорят. Они говорят, да? Они говорят. Хорошо. Давайте, вừa rồi chúng ta đã chia xong cái động từ này. Để chúng ta sẽ đi vào chúng ta học bài. Đúng không? Học bài. Chúng ta có bài. Наша группа. Đấy. Наша группа là lớp Наша học. группа. Lớp học của chúng tôi. Đúng không? Наша группа. Đấy. À, группа. Наша группа. Thầy giáo kể cho em nghe. Nhé. Thầy giáo kể cho em nghe như thế nào. Kể. Kể theo cái bài này. Đó. Đơn giản. Đó. Это Иван Петрович. Он преподаватель. Да? Иван Петрович, его фамилия Сидоров. Это Иван Петрович Сидоров. Он преподаватель. А это его ученики. Том, вот это мальчик, Том. Он американец. Он студент. Его родной язык английский. Это девушка Сирпа. Это Сирпа. Она финка. Она экскурсовод. Ее родной язык финский. Это такой кудрявый. Кудрявый là anh chàng tóc xoăn này đó. Рамон. Он испанец. Он художник. Его родной язык испанский. А это тонкий сидит тут. Anh chàng béo béo ngồi đây. À, это Хусейн. Он врач. А, он врач. Его родная страна Анжир. Он говорит по-арабски. Это серьезный такой сидит. Anh chàng nghiêm túc ngồi đây đó. А, это Клаус. Он известный немецкий журналист. Он хорошо говорит по-английски и по-французски. А, это я. Còn đây là tôi đây. Это я. Меня зовут Ирена. Tên tôi là Ирена. Мой родной город Варшава. А, мой родной город Варшава là thành phố. Thành phố quê hương của tôi là Warsawa. Đó. À, các vị думаете? Các bạn nghĩ như thế nào? Какой мой родной язык? À, cái ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là gì? Конечно, правильно. Đúng rồi. Конечно, dễ nhiên. Đó là Polski. Đấy, Polski. Đó là tiếng Ba Lan. Вы, мы все изучаем русский язык. Tất cả chúng tôi đều đang học tiếng Nga. И мы немного говорим по-русски. Đấy. Немного говорим по-русски. Vậy thì đây là cái bài đọc. À, thì giáo vừa giới thiệu cho em. Giới thiệu bằng cái cách đó đúng không? À, bây giờ thế, theo đúng tinh thần như thế thì chúng ta sẽ học từng phần. Đấy. Học từng phần cái bài này. Đấy. Хорошо? Đấy. Đấy. À, chúng ta học thuộc nó nhé. Đấy. Học thuộc cái bài đó luôn nhé. Học thuộc được không? Học thuộc được không? Hả? Một vài lần. Chắc phải đọc một vài lần thì mới thuộc được. À, học thuộc luôn. Giáo giúp em học thuộc luôn. Chả phải đọc lần nào. Đấy. Cái kiểu nó đúng không? À, thế bây giờ chúng ta xem. Đầu tiên chúng ta xem. Nhìn vào anh chàng này. Đây là nhìn vào ông này. Это кто? Кто он? Он. Em nói nào. Кто он? Он учебники. Он преподаватель. Он преподаватель. Он преподаватель, да? Его зовут? Его зовут Иван, Иван Петрович. Петрович. Сидоров. 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 Это chúng ta sẽ nói sao? Это Иван Петрович Сидоров. Он преподаватель, да? Он преподаватель. А это его кто? Это его ученики. Это его ученики. А это его ученики, да? À, bây giờ chúng ta nói lại nào, nói lại cả câu nào. Nói lại cả câu. Это Иван Петрович. Это Иван Петрович. Сидоров, да? Сидоров. Он кто? Он преподаватель. Он преподаватель. А остальные кто? Những người còn lại là ai? À, это его? Это его ученики. Ученики, да? А это его ученики, да? Ученики, да? А это его ученики. Хорошо, посмотрим каждого ученика. Chúng ta sẽ xem từng, từng, từng cậu học sinh một. Học sinh. À, это кто? Том. Это Том. Том. Он кто? Он американец. Он американец, да? Он американец. И кто он? И по профессии. Он студент. Он студент, да? А его родной язык какой? Его родной язык английский. Английский, да?
Так, хорошо. Thế thì chúng ta thấy là gì nào? À. Так. Chúng ta Кто это? Это? Это Том. Это Том. Он кто? Он американец, да? Он Он американец. американец, да? Он кто? Он студент. Он студент. И он? И Он, его родной язык? Его родной язык какой? его родной язык Язык? английский. Английский, да? Хорошо, quay lại từ đầu. Это кто? Это Это Иван Петрович. Иванович. Иван Петрович Сидоров, да? Это Иван А, я Иван Петрович. Петрович, Петрович, да? Петрович. Сидоров, да? Сидоров, Сидоров. да? Сидоров. Это Иван Петрович Сидоров, да? А он кто? Это Иван Петрович. Петрович Сидоров. Он кто? Петрович Он Сидоров. кто? Он или ай? Он Он преподаватель. преподаватель, да? А это кто? А это Это его его учебники. ученики. А это кто? Это Это Том. Том. Он кто? Он Он американец. американец. И он? И он студент. Он студент, да? Он студент, да? Он студент. И какой его родной язык? Его родной язык английский. Английский, да? Его родной язык английский. Это первый, да? Первый его ученик, да? Да? À, như vậy đây là gì nào? Là anh chàng học sinh đầu tiên của Ivan Petrovich, đúng không? Đó, это Том, он американец, он студент, да? Он говорит по-английски, потому что это его родной язык английский, да? À, bây giờ người ta xem học sinh thứ hai của thầy là gì? Sirpa. Sirpa. Sirpa, кто она? Она Финка, да? Finka, Финка. chúng nghe Phần Lan là phở, nhớ nhé. Phần Lan, phở, Finka, đó, Finka. Finka, đó. Phở, Phần Lan với Finka là đều có âm phở đúng không? Anna kto? Anna excursavod. Cursor. Excursavod, đấy. Excursia là cuộc tham quan. Excursavod là người hướng dẫn tham quan đấy. Iora no yuzuk, các cô. Iora no yuzuk. Iora no yuzuk, các cô. Finski. Финский. Финский, да? Финский. Финский. À, Финский. Vậy thì cô gái Phần Lan là gì? Cô gái người Phần Lan. Finka. Финска. Finka. Финка. Finka. À, tiếng Phần Lan là gì? Tiếng Phần Lan. Финский. Finski đấy. À, hướng dẫn viên du lịch là gì? Excursavod. Excursavod. Экскурсовод. Excursavod. Экскурсовод. Excursavod. Excursavod đấy. Excursavod. Это кто? Кто у нас экскурсовод? Это Сирпа. Сирпа, да? À, vậy chúng ta nói tiếp là gì? À, chúng ta đã có nhân vật thứ hai của chúng ta đấy. Nhân vật thứ hai của chúng ta là Sirpa. Это Сирпа. Сирпа, đấy. Она кто? Это Сирпа. Она Она кто? Финка. Она Финка, đấy. Она Финка. кем работает? Она экскурсовод, đấy. Она экскурсовод. Она Она экскурсовод. экскурсовод, да? А какой ее родной язык? Ее Юра, родной язык финский. финский, да? Ее родной язык Финский. финский, да? Так, хорошо. À, như vậy chúng ta có kể kể được hai người rồi đúng không? Bây giờ quay lại từ đầu nào. Это кто? Это Это кто? Иван Это Иван Петрович Петрович Сидоров. Сидоров. Он кто? Он Он кто? Он преподаватель. преподаватель, да? Он преподаватель. А это кто? Это его Это его учебники. ученики, да? Это кто первый? Один, это кто? Это Том. Это Том. Он кто? Это Том. Он Он американец. американец, да? Он студент. Он американец. Да, и он? Он Он студент, да? студент. И его родной язык какой? Его родной язык английский. Английский, да? Хорошо. А номер два это кто? Номер два. Là số thứ hai.
Номер Это два. Сирпа. Это Сирпа. Она кто? Она Экскурсовод. экскурсовод. Экскурсовод, да? И она кто по национальности? Вы dân tộc thì cô ấy là người gì? Она? Она финская. Она финка. Không có ска mà Она финка. финка. Она финка, Она да? финка. Да. Она И финка. какой ее родной язык? Ее родной язык финский. Финский, да? Финский. Хорошо. А, не вы Зина? Всегда сына Зина. Это Иван Петрович Сидоров, да? Он преподаватель, а это его ученики. Это Том, он американец. Он студент. Его родной язык английский. Это финка Сирпа. Ее зовут Сирпа. Она финка. Она экскурсовод. Ее родной язык финский. Да? Финский. Так? А, нhân vật thứ ba chúng ta là gì? Рамон. Рамон. Рамон là chàng tóc xoăn Ramon. này. Chàng tóc xoăn này Рамон. Đấy. Đấy. Chàng Испания. tóc xoăn này Рамон. Đấy. Đó. Chúng ta có nhân vật số 3. Художник. Số 3. À, он кто? Он испанец, да? Он Он испанец. Испания. Тóc xoăn này anh chàng испанец, да? Он художник. Chúng ta Он là gì? художник. Он художник. И его родной язык какой? Его родной язык испанский. Испанский, да? А, nhân vật thứ ba chúng ta là Испанский. gì? Это кто? Рамон, да? Это Рамон. Кто он? Кто он? Это Он? Он испанец. он испан. Испанец, да? Он А, Испания. испанец, да? А, он испанец. Он кем работает? Он художник, да? Он художник. Он Он художник. художник. À, cậu ta là họa sĩ Он không? Он художник. художник, đấy. И его родной язык какой? Его родной язык? Испанский. Испанский. Это его родной язык, да? Так, chúng ta có ba nhân vật rồi, đúng không? Đó. À, хорошо. Nhân vật thứ nhất của chúng ta là gì nào? Кто это? Nhân vật thứ nhất. Том. Это Том. Он кто? Это Том. Он Он. студент. Он студент. Он. Он Он. Он американ. американец. Америнет. Американец. Американец. Да. Его родной язык какой? Американец. Его родной язык. Английский. Да, em nói его родной язык Его английский. родной язык Язык английский. английский. Номер два кто? Сирка. Это Это Сирпа. Сирка. А, и кто она? Она? Она Она финка. финка. И кем она работает? Кем? Она А, она экскурсовод, да? экскурсовод. Экскурсовод. Ее родной язык какой? Ее родной язык финский. Финский, да? Так, номер три это кто? Это Рамон. Это Рамон, да? Он кто? Это Рамон. Он кто? Он откуда? Он Испанец, да? Испания. Он испанец. Испания. Нет, нет, Испания. нет. Он испанец. Испанец. Да, он кто? Он Он художник. художник. Он художник, да. Какой его родной язык? Его одно язык Родной. финский. Родной язык. Родной язык испи. Испанский. 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 Испанский, да? Испанский. 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 Да, хорошо. Chúng ta sẽ tiếp tục xem anh chàng béo này. À, Хусейн. Хусейн врач, да? À, вот это вот. Хусейн. Это он врач, да? À, это номер 4, да? Это Хусейн. Он врач. Он врач. Да? И его родная страна, đất nước quê hương cậu ta là gì? Анжира, да? Анжира. Анжира, да? Он из Анжира, да? Он из Анжира. Его родная страна Анжира. И он говорит по-арабски. А, Арабский. по-арабски, да? Он говорит по-арабски. Так? Так, номер четыре это кто? Это Хусейн. Это Хусин. Это Хусейн. Он кто? Он врач, да? Он врач. Он врач, да? А его родная страна какая? Его родная страна какая? А, Анжира, да? Анжира. Анжира, да? Анжира, да? Анжир. И он говорит, Он говорит по-арабски.
Арабский, арабский, да? Он говорит по-арабски, да? Он говорит по-арабски, да? Номер три кто? Номер три это Рамон. Рамон. Да, он кто? Он кто? Он на худо Он художник. И художник. он откуда? Он откуда? Он Он испанец, да? испанец. Испанец. Его родной язык какой? Испанский. Он испанский. А Хусейн кто? Хусейн кто? Хусейн, он врач. Он врач, да? Он врач, да? Хусейн, он врач. Так, хорошо. А его родная страна какая? Анжир, да? Анжир, Анжир, да? Анжир, да? А, Хусейн, Анжир, да? Он из Анжир, да? И он говорит, какой Он его родной говорит язык? по-арабски. Арабский, да? Он говорит по-арабски, да? Он говорит По-арабски. по-арабски. Хорошо. А, chúng ta xem tiếp. Nhân vật tiếp theo của chúng ta là ai nào? Klaus, đấy. Klaus, đấy. Это Klaus. Klaus. À, nhân vật thứ năm của chúng ta đây. Đó. Это Klaus, đấy. Это Klaus. Он кто? Он известный, là một người nổi tiếng, известный, немецкий, немецкий журналист, да? Он известный немецкий журналист, да? А, он хорошо говорит по-английски, да? Он Он хорошо хорошо говорит говорит по-английски и по-английски по-французски. и по-французски. А, самое главное запомнить. Он известный немецкий журналист, да? Да? Так. Значит, это Немецкий. у нас это Клаус. Это Клаус, да? Это Клаус. 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 Он кто? Он кто? Он Известный известный немецкий немецкий журналист. журналист. Журналист, да? Он Журналист. известный немецкий журналист. А он говорит Он говорит хорошо по по-английски английски и и по-французски. по-французски. А его родной язык какой? Его родной язык немецкий, Английский, немецкий, да? немецкий, Немецкий. немецкий, Немецкий. Là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ta là gì? Немецкий, да? Немецкий. немецкий. Немецкий, да? À, ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ta là немецкий. Так. À, ну теперь что? А что я? А это я. Да? А это Это я. Это я. À, nhân vật đây là nhân vật thứ 5, thứ 6 của chúng ta đúng không? Thứ 6, đấy. Thứ 6. Tạc. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. À, 6. И кто это? Как зовут ее? Юнина. А, ее зовут Ирена. Юнина. Ее зовут Ирена. Кто она? Кто она? 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 Xem xét lại cái kia rồi. Нет. Анаполика, да? Анаполика, да? Анаполика, да? Анаполика. Куда ла người? Балан. Анаполика. Ее родной город какой? Ее родной город. Это Варшава, да? Варшава. Ее родной город Варшава, да? Ее родной город Варшава. Ее родной язык какой? Какой ее родной язык? Польский, да? Польский. Польский, да? Ее родной язык польский, да? Так. Так, значит что? Как зовут Понку? Какая балантина зи? Ирина. Ирена. Ирена. Ирена, да? Она Ирина. Ирена. Нет, она Ирена. Она Ирена, да? Ирина. А, Ирина. Ирена. А это я. Меня зовут Ирена. Я Полика. Я Полика. Да? Да? Я из... А, мой родной город Мой Варшава. Мой родной город Варшава. И мой родной язык польский. Да? Мой родной язык польский. Да? Да? Так, хорошо.
Nói lại. Это кто? Kể hết, em kể hết nào. Quên hết rồi thầy ơi. Это Иван Петрович Сидоров. Это Сидоров. Иван Петрович Em đừng nghĩ ở trong sách có cái gì. Em hãy nói trong đầu của em ra. Thì ông ta là ai? Кто он? он Он преподаватель. преподаватель. Đấy. А это его? Это его Ученики. учебники. Ученики. А это кто? Сумма номер один. Это Том, он кто? Это том. Он студент. Он студент. Он? Он откуда? Он он Аме. американец. Да, его родной Он язык. американец. Его Его родной язык. родной язык английский. Английский, да. А, вот, а Это это кто? Сирпа. Это Сирпа, да, это Сирпа. А кто она? Сирпа. Она Она экскурсовод, да? Экскурсовод. экскурсовод. Да, и она финка. Да? И она финка. И ее родной язык? Ее родной язык финский. Финский, да? А, хорошо. Три, номер три. Это кто? Это Рамон, да? Это Рамон. Да. Он кто? Он Он испанец, да? испанец. Он испанец, Испания. правильно? Он испанец. Он испанец. Да. Он Он художник. художник. Его родной язык? Его родной язык Испанский, да? и испанский. Испанский. А это толстый кто? Номер четыре. Это Это Хусейн. Кусен. Хусейн, да? Это Хусейн. Он кто? Он Он врач. врач. Он врач, да? Врач. А, он откуда? Он ты Он дал ден? Он его родной, родная страна. Его родная страна. Джи Анжира. Анжирира. Анжир, Анжир, да? Анжирира, Анжир. Анжир. Анжир, да? Его Его родной родной язык язык арабский. 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 Он говорит по-арабски, да? Да, Можем говорить, он говорит по-арабски. Так, он хорошо, говорит пятый это кто? Да, по-арабски. пятый это кто? Это Клаус, да? Это Клаус. Это Клаус. И он кто? Он Он известный? известный Немецкий? немецкий журналист. Журналист, да? А, он хорошо говорит? Он хорошо говорит По-английски? И английский по-французски. и И по-французски, да? по-французски. Да, и по-французски. Так, и... Но его родной язык какой? Его родной язык? Я говорю мой язык. Его родной язык? Немецкий, да? Немецкий. Немецкий, немецкий, да? Немецкий, да? Латин Дык, но его родной язык немецкий, потому что он немец, да? Он немецкий журналист, да? Да? Так, хорошо, это пятый, шестой. Это я, Это я, меня меня зовут зовут Ирина. Ирен. Ирен. Я Полика, да? Японка. Яполка. Мой Японка. родной город? Мой родной город Варшава. 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 И И мой родной язык, родной мой язык, родной язык польский. польский, да? А, ok. Thế là ta hết như thế này. Em phải tưởng tượng cái hình ảnh đó đúng không? Tưởng tượng cái hình ảnh đó. Đó, và em sẽ nói được đúng không? Em sẽ nói lần lượt được đúng không? Đấy. Đấy. À, đấy. Nghe có vẻ viễn tưởng đúng không? Nhưng trên thực tế là nói được. Mình phải kiên trì, chiến thắng được nó đúng không? Cái gì? Cái bộ óc của chúng ta luôn luôn lười. Lười không muốn làm việc. Nó bảo, ui giời, mệt lắm, chẳng nhớ đâu. Không làm đâu. Đó, chúng ta bắt nó phải làm. Phải làm, đúng không? Đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm được. Хорошо? Đấy. Đấy. Thế bài tập cho em, đó là bài tập cho em về nhà. Nhé. Bài tập về nhà cho em là lần sau em sẽ kể lại cho thầy. Nghe về cái đó nhé. Em tưởng tượng thì giáo sẽ cho em, đầu tiên là giáo sẽ cho em cái hình này. Đấy. Giáo sẽ cho em cái hình. Đấy. Thì sau sau đó em nhìn ở đây bắt đầu kể lần lượt đầy đủ hết từng người một. Đấy, хорошо. Đấy. Nè, Đấy, хорошо. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái
à, dòng chữ ở đây nhé. Em xem lại video sau đó những gì cần thiết em có thể ghi ra nhé. Đấy. Ừ. À, Crasho. Mệt chưa? Mệt Cũng rồi đúng không? mệt hơn so với À. mọi môn. Em biết mệt, cái mệt này của chúng ta ấy, nó không phải là mệt physically, tức là không mệt về về thể lực đúng không, mà mệt về gì, cái bộ não chúng ta phải làm việc căng thẳng nữa, làm việc căng thẳng tức là gì, học ngoại ngữ nó phải hơi căng hơn một chút, chúng ta phải vượt ra gì, vượt ra khỏi cái phạm vi an toàn thì chúng ta mới học được, tức là chúng ta mới học tiến bộ được, chứ còn chúng ta cứ ngồi trong phạm vi an toàn mấy chữ ê tơ đồm mấy tơ kỳ nhì gà vân vân này khác này, đến đến sang năm cũng chẳng nói được tiếng Nga đúng không? Đó, cho nên phải kích hoạt cho bộ não làm việc đó. Đó, nó phải bị kích động như thế thì nó mới bắt đầu làm việc. Thế còn nếu chúng ta không kích hoạt nó không làm việc. Đấy. Хорошо, đấy. Хорошо. Ладно, спасибо. Отдыхайте, да? Отдыхай. Всего доброго. Đấy. À như vậy là em có giờ vào tiếp theo vào hôm nào nhỉ? Em có giờ vào và thứ hai nhà em à thứ hai sang tuần sau nhỉ. Tạ хорошо ладно тогда всего доброго. Đấy, chào em nhé, пока пока, до свидания, пока. Пока.